Ok nhá, xin chào thể các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về kiếm hải tặc và giải đấu vừa đại chiến. Lần này tiếp tục quay trở về nick này, nick gì? Nick Toto à? Nói chung là nick hơi hơi khó đọc một tí xíu. Rồi tiếp tục đi tiếp nick này nha. Trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Ta leo từ cửa 64. Ở đây trận này thì kéo spam thêm chút nhỉ. Mình thấy có thể hy vọng một tí được. Spam vài lần đi. Nếu đen quá không win được thì kéo lại đổi. Tại các bạn đang khởi đầu nó có nhiều lượt đánh ấy, thì muốn cũng phung phung đi một tí, phung phí đi một tí xíu cho nó tăng chỉ số lên đã. Xong rồi tính sau. Cái con này thì hơi yếu một tí thì đang hơi cân nhắc. Một gậy cái đấy spam thêm vài lần đi. Đây, win rồi. Tức là mình đang cần con Fukamoshi nó tỏa sáng hiệu ứng nó dính hơn tí xíu là sẽ win đấy mà. Chẳng qua nhiều khi sợ nó đen nó không dính thì nó tốn lượt ấy. Nó cũng hên xui, nói chung là cái sự lựa chọn nó hên xui thôi. Ta phải kiên định nữa. Robin bắt một con đi. Hardy gắng choáng một con đi. Còn lại Luffy tanh ở dưới đấy nhỉ. Chắc là búp với Magellan chắc. Thử xem sao nhé. Vẫn là những cái cửa đầu tiên này thì mình vẫn tiếp tục là sẽ không xem chiến báo nhiều nhé. Mình sẽ tập trung vào cái câu chuyện chúng ta đi cho nhanh đã. Tại mấy cái trận đầu nó yếu quá mà chả có gì nhiều để xem ấy. Này nó chưa mạnh lắm đâu mà thử vận may chút xíu đó. Cho nó mạnh hơn tí nữa đi. Tại các bạn nó bị khóa nộ nhiều quá. Mirela này, Aokiji, Jimmy này, Jessica này, thì Tatsugi ở đây sợ không nộ rồi thôi. Nếu để Tatsugi nộ phải để đứng ở đây thì chấp nhận hy sinh con búp xuống dưới để Jimmy đấm ở trên. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 67. Ta có mấy con này. Không nào cả con này nộ nhỉ, cho mạnh hơn tí nữa. Kalifa cả con cuối nộ đi, thì Zoro tanh ở trên đi, Fuka yểm trợ đi. Thì có búp cho chơi hai búp là được. Cửa 68 nó có lo này, lo bắt ở dưới đi, Zeo bắt ở trên đi, Boa ở giữa đi, búp. Còn slot nữa dùng con áo bây giờ nhỉ. Ta dùng tạm Moria nhé. Này lo cho dịch xuống hẳn dưới đi. Spam vài lần nhé, mình trận này cần tí hiệu ứng. Không thì để con Maria hứng đòn bớt cho lo thì Boa đánh đầu đi. Đánh spam nhiều lần chút. Đây win rồi. Tiếp đến cửa tiếp theo, cửa 69. Đây có lo, có Ken, có Luffy, có hai búp. Chắc là cho con Ken bắt ở giữa, lo tanh ở dưới đi. Lo bắt ở trên này chắc. Cho núp sau cho lo nộ nhiều đi. Vẫn không win à. Thử thêm lần nữa đi. Vẫn không chịu win. Thôi vì để cho con Luffy đấm ở trên đi. Búp ở dưới đi. Không để lo bắt sớm ở đây đi. Ken điểm chờ phía sau đi. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 70. Có lo này, có Zoro này. Nếu con đi cùng yếu quá thử vận may chút xíu thì mấy cửa đầu ấy, cũng nên thử vận may chút xíu. Ở đây thử cho con lo bắt ở giữa và Zoro tanh ở trên đi. Là kiểu Amos lên trên, con này đứng sau đi, con búp xuống dưới cùng đi. Thử thêm một hai lần đi. Thấy địch nó không mạnh lắm thì muốn spam một tí là win rồi. Rồi đến cửa 71. Ta có Domingo, ta có Usopp, có Smoke, ta có Dorsun. Chắc dùng tạm con Elizabeth đi. Elizabeth hứng ở giữa đi. Usopp, Domingo ở dưới, Dorsun hiểm trợ khóa búp đi. Thế để mũi Smoke ở đây thì hơi phí nhỉ. Hay để Domingo quật sớm đi, là nào cũng không nộ sớm được mà. Cho Smoke, Dorsun dồn dưới đánh từ dưới lên trên. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 72. Ta có Lafitte, ta có Hardy, ta có hai búp với lại con Lucy. Lafitte bắt một con, Hardy bắt một con, Lucy ở giữa. Đánh vài lần nhé. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 73. Ta có Fukamushi, ta có Nami, ta có Brook. Ta có Mirela, ta có con Mako. Mako hứng ở dưới kết hợp với lại Fukamushi, Nami nhây ở trên đi, Brook nhây ở giữa đi. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 74. Cụm này có vẻ nhẹ hơn cái cụm số 2, nhưng cụm này cụm cuối. Tại vì cụm số 2 nãy mình cho bạn xem trong phần trước ấy, thì cũng là cùng một cái thời điểm đánh với nhau, thì bên kia đây 131 rồi. Còn bên này đang cao nhất 124 thôi. Đây là Miela, Chopper này, Ken này, Lee với Smoke nha. Thế mà thực ra nói vậy thôi chứ vẫn chưa chắc là cụm này đã ít cửa, đã lên sau cụm kia đâu. Thì nó chỉ cần tỏa sáng chút xíu, câu chuyện sẽ thay đổi rất nhiều ấy.
nên Chopper thứng ở giữa Smoke điểm trợ phía sau. Rồi cái cửa tiếp theo, cửa 75. Tại có hai con mê hoặc đi cùng con giản nộ. Đây là có con Boa với Domingo sẽ giải quyết bớt được hai con mê hoặc này. Ta có Sanji hiểm trợ Fanky. Chắc thêm con Smoke hên xui choáng nhỉ. Thì Fanky ở trên đốt cháy chứ. Hay để ở dưới đốt cháy, ở trên đốt cháy vẻ hay hơn ấy. Spam vài lần nhưng mình cần hiệu ứng cái tí vì các bạn không có búp. Nên mình cần đánh nhiều lần spam một chút xíu. Cái để con Domingo lên trên vẻ hay hơn ấy. Boa ở dưới đấy. Mình spam vài lần xem không win được thì đổi thôi. Đây ok win rồi này, cửa 76. Có Akanu này, có Robin này, có Boop này. Chắc chơi tạm là chơi con này giảm độ chắc. Hay để con nào hứng đòn nhỉ? Đây tôi để con này lên hứng đòn đi, hai Boop hỗ trợ Akanu nộ sớm với Robin nộ. Thử vài lần nhé. Không thì sợ con này sống không được lâu chắc cho Elizabeth nó hứng nhé. Không để thử Robin lên trên điểm trợ phía trên. Đây ok win rồi. Tiếp theo, cửa tiếp theo đây có Lo này, có Usopp này, có Sanji, có Franky, có Nami. Hơi khổ tí là không có nộ. Chắc là Sanji nhảy ở giữa đi, Nami nhảy ở dưới. Franky đốt 3 con thì Lo bắt đây, Usopp bắn ở dưới. Rồi đến cửa tiếp theo, cửa 78 này. Có Sanji này, có Zoro này, có Ken này. Có Kobe với có Book. Từ đổi chốt Ken Kobe một chút xíu nhé. Vẫn chưa được. Không thì mình đổi cho con Zoro để cho Sanji nhảy dưới, Kobe lên trước Zoro ở đây. Vẫn không chịu win à. Chả lẽ đi tìm Fukabushi thử thêm mấy lần nhé. Thôi đảo Sanji lên trên, con Ken ở dưới. Nhất định không chịu win. Thôi chắc đấy kiếm Fukabushi cho nhanh. Không có Fukabushi lại Sanji tiếp rồi. Nó mà muốn để Sanji thì khóa nổ hàng giữa ấy, mà có vẻ hơi lâu. Dawson với Brook này. Brook nhây ở trên, Dawson ở trên. Fanky đốt ở giữa đi. Để cho tí Kaku đá cùng nhỉ. Đây win rồi. Rồi đến cửa 79. Thế dùng Chopper, Zeo, A, Van Ogre. Đây búp đi. Thử thêm lần nữa nhé. Vẫn không win nữa. Cần cho mạnh một tí nhỉ. Không thì cho A ở giữa đi. Tiếp tục với cửa tiếp theo, cửa 80. Có Zoro này, có Robin này, có Law này, có Chopper với này. Thử cho A luôn nhỉ. Tiếp tục cửa tiếp theo, cửa 81. Có Miela, có Zeo, có Jimmy, có Robin. Để làm tí con Ryushi nhé. Nếu Robin bắt con ở trên, con Zeo vẫn nhây ở giữa. Kết hợp với con này, Jimmy ở dưới cùng thì sao? Mila cho núp ở trên. Thử 1-2 lần không win thì đổi. Đây win rồi. Tạm thời đến hạng 77 rồi. Có Ken này, có Kaku này. Ta có Boop này. Chơi tạo Rokodai. Đây cho con Boop đứng sau đi. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 83. Cho mạnh hơn tí nữa. Có Brook, có Nami, có Usopp, có Boop. Cho tặng Hina nhảy ở dưới. Nami ở đây hứng ở đây thì Usopp núp sau Kaya đi. Thử vậy xem sao nhé. Để cho mạnh hơn tí nữa đi. Có Lo này, có Ken này, có Akanu này, có Boop này, có Sanji. Sanji chắc nhây ở đây cho vui là thôi, để Ken bắt đây, Sanji nhây ở giữa đi. Lo kết hợp hỗ trợ Akanu. Từ đến cửa tiếp theo, cửa 84. Có Fukabushi, có Zeo, có Lo, có Miela, có Lucy. Lo chắc bắt ở dưới, Zeo bắt ở trên, Fuka ở giữa thì Lucy hiểm trợ. Tiếp tục đến cửa 85. Có hai con bơm máu, con song đao. Domingo Lafitte không thích con ho đi lắm thì chắc là dùng tạm. Còn ít chắc là chơi hai bút cho nộ sớm đi. Nhưng mà về hy sinh con bút xuống dưới thì hơi phí nhỉ. Nếu dùng Lafitte bắt con ở trên thì sao?
cho họ đi văng choáng ở dưới. Hai bút hỗ trợ hơi mạo hiểm tí, đòi hỏi về hiệu ứng đẹp cơ. Thử xem sao nhé. Ô win thật thì may quá, đánh vẫn ăn luôn, đang lo đánh spam nhiều. Nhiều trận đang lo để đánh rất là nhanh, nhiều trận này kiểu tin tưởng để đánh rất là hụt. Zoro này, Lafitte này, Lucy này, Kaku với Kaya đi. Kaku, Lafitte ở dưới, Zoro tanh ở dưới, Lucy đá ở trên, Hensu thì nó choáng được. Còn lại kỳ vọng tí vào cái mê hoặc. Mê hoặc tốt thì sẽ win được, để khác này win luôn. Cửa 87, ta có lo, có Lafitte, có Brook, có Nami, có con Gap đi. Gap đấm ở trên đi, Lafitte bắt ở dưới. Còn Nami nhảy ở đây, Lafitte núp sau đi. Còn Brook ở đây, ta chỉ có lo bắt đầu ấy nhỉ. Để Gap đấm ở dưới phụ trợ. Thế rồi cửa tiếp theo, cửa 88 nè. Fukabushi, Domingo, Miela, Frankie. Cho con Gap đi. Ở đây Fukabushi găng bắt ở trên, kết hợp với đây con Frankie nó cháy, Gap hứng ở dưới thôi. Miela đây, Domingo ở trên. Cửa 89 có Fuka, có Lafitte, có Dawson, có Murray. Cho tí con Zoru đi, Zoru hứng ở trên đi. Lafitte bắt ở đây, Fuka ở dưới, Dawson hiểm trợ phía sau đi. Này spam vài lần liên quan đến mê hoặc, cái choáng cái thứ thì mình spam nhiều nhiều tí. Rồi ok, được đến cửa 90. 90 ở đây ta có chơi là mới mạnh hơn tí nữa. Đây có Lo này, có Smoke này, có Book này, Aokiji. Ta chơi tại Inazuma hứng ở trên đi, Smoke hứng ở giữa đi, Lo bắt ở đây. Đánh vài lần nữa nhé. Đây win rồi. Đây là hạng 49 rồi, được đến cửa 91. Có Fukabushi ở giữa đẹp này, Zoro này, Lafitte, Nami này. Đấy, thêm con Tatsugi, sợ Tatsugi kích nộ nhỉ. Thôi kệ, cứ để vậy. Win không? Lag mất rồi, lại không hiện nên thắng hay thua. Nó không chịu hiện à? Đừng nói là đơ chứ. Game thỉnh thoảng nó hơi hâm dở dở, đánh nó chả biết thắng hay thua. Không biết có trừ lượt không, không biết có thắng không. Ấn mấy phát vẫn chưa win. Game nó tự nhiên lại lag đúng lúc mình đang đánh mà giờ. Nhiều khi game dở trứng vớt vá vẩn. Chui ra vào lại xem nào. Vẫn đang 41 lượt. Xếp lại nhé. Fuka, Nami, này, Zoro, này, Lafitte, chắc là Tatsugi. Thế để Tatsugi hứng mẹ ở đây cũng được. Còn Tatsugi đứng đầu, Zoro cho tanh trừ lên trên đi. Nami ở giữa, đây, Fuka đây, Tatsugi ở trợ phía dưới. Vẫn không chịu hiện chiến báo đây này. Game dở trứng thế không biết này. Đấy, quay video thực tế luôn nhé. Đánh không ấn được. Cái này còn lượt mua không nhỉ? Vẫn còn 80 lượt mua nữa. Giờ trứng phải bực nhỉ? Rất là củ chuối nữa. Đây, cái này ấn được rồi, đậu phộng rồi. Mãi chịu ấn rồi. Có lại đơ rồi à? Ôi trời ơi, game mới chảy. Game làm ăn lần nào mùa nào cũng bị mình chửi với cái trò lỗi này. Kiên trì bấm thôi, chả biết làm sao. À đây thua tiếp rồi. Đây win rồi. Cục cửa 92 nó giảm tốc độ đánh đi xuống rất nhiều nhé. Hôm dụ giả sử 4 giờ sáng ngày cuối chốt top ấy, mà cứ lắc lắc như vậy thì làm sao mà đánh được. Đây có Robin này, có Hody, có Lafitte, Boop với lại Sanji nhé. Nếu dùng Hody gắng choáng ở dưới thì sao? Cho Sanji lên trước nhỉ. Sanji núp ở trên đi. Robin bắt được con ở giữa đi. Lafitte ở đây có gì nó kích nộ, Lafitte nộ. Thử vậy xem sao nhé. Đây win rồi. Cửa 93 này. Lo Ken này, Maselang này, Búp này. Chắc Centemeru hứng tạm ở giữa, Maselang hứng ở trên. Ken bắt dưới, Lo bắt sau này. Hay là Lo bắt ở dưới cùng đi, Ken choáng kia an toàn rồi. Rồi cửa tiếp theo, cửa 94. Này chờ Aoji nộ chắc hơi lâu, cho mạnh hơn đi. Cho Chopper, có Nami, Domingo, Boop. Thế rồi Brook có nổi không nhỉ? Nếu mà Brook tanh ở trên, biết chủ được bao lâu, sợ không được lâu ấy.
Nami yểm trợ thứ ở đây, thử xem sao nhé. Chắc hơi khó ấy. Ôi lại lát tiếp rồi. Nó làm cản trở tốc độ đánh quá đi mất rồi. Thua, thử vài lần không được thì chắc là đổi. Chưa ưng trận này lắm đâu, chẳng qua là kiếm vận may chút xíu thôi. Căn bản khó chịu nhất là cái câu chuyện nó không loát được. À đây win rồi, tốt quá. Từ 95 này. Zoro, A, Kaku, chưa đủ. Mạnh hơn đi. Có Fukaboshi, có Aokiji, có Akanu, có Ivan, có Jibi. Fuka cho bắt ở hàng nào, bắt hàng giữa đi. Jibi đấm ở trên đi. Aokiji xuống dưới, Akanu ở sau đây đi. Búp đây đi. Spam vài lần vẫn không chịu win. Ở đây cửa 95, bây mình xếp nhầm trận cho cửa 100. Cửa 95 thì để Fukaboshi xuống dưới chứ. Jibi ở đây chứ. Aokiji ở giữa, Akanu ở đây, búp ở trên đi. Nãy mình xếp nhầm trận cho cửa 100, xếp bảy cơ hội win nó cao hơn. Vì mình đang đánh cửa 95 mà đã bị lag mất rồi. Ghét thế, không biết là lag cái này là mình ảnh hưởng vấn đề đánh rất nhiều. Đây win rồi. Lên hạng 35 rồi đấy. Từ đây có Miela, có Hody, có Usopp, có Vivi. Sẽ dùng tạo Kirazu đi. Kirazu hứng đòn ở trên thì Vivi Mila hứng ở dưới, Usopp bắn đây, Hody bắt ở giữa. Rồi cho con búp ở giữa đi, cho Hody choáng con mê hoặc đi. Spam vài lần đi. Hy vọng là Usopp sẽ bắn chết được con ở dưới cùng đánh ngược lên trên đi. Nhưng lẽ là chưa dính mấy. Không, để Vivi lên đầu đi, con này dính ở giữa đi. Sợ con Vivi chết sớm ý. Tôi lại lag rồi. Chất lượng game kém quá. Hy vọng là hôm cuối không bị lag như vậy nhé. Lag vậy rất dễ mất top này. Tất nhiên là có thể lag chung ấy, nhưng sợ người này bị người kia không bị là phiền lắm. Còn nhiều lượt đánh thì mình muốn spam thêm một chút ấy, nhưng mà các bạn rất lag lag là mình không ấn được. Đây win rồi. Cửa 97. Smoke, Aokiji, hai búp. Làm tí Perona chứ. Lại đơ tiếp rồi, sẽ bực mình nhỉ. Chơi cứ đơ đơ hoài đi. Đã biết thắng hay thua. Đây win này. Win mà lát vãi trưởng. Thế đánh nhanh quá game bắt đánh chậm lại sao. Lo Aokiji hai búp với lại Wa chăng. Thì chơi cả Brook nữa mà muốn ưu tiên hai búp. Như vậy để con lo bắt ở dưới đi. Búp trên thì búp dưới, Aokiji Wa hứng đi. Rất là lag luôn. Không chịu hiện kết quả cho mình xem là win hay không. Thế mới bực. Ôi giời bực thế không biết được. Hiện nhanh lên đi cửa tiếp chứ. Chắc là win được ấy mà. Game nó không hiển thị cho nhục. Rất là bực mình nhé. Mình đã quay lúc này khoảng tầm gần 3 giờ sáng nhé. Nhưng mà nó đơ quá trời nhé. Đây win rồi. Nó win luôn đấy mà nhưng con bản nó cứ lắc lắc không chịu hiện lên. Có Fukaboshi ở giữa đẹp này. Có Aokiji. Có hai búp. Đi cùng con Jimmy đi. Lại lát rồi, thôi chết sở rồi, cái lát thế này đánh làm sao cho nhanh được. Mình thử loát thử lại game xem có khá hay không nhé. Nhưng nghe chừng lát quá. Sợ lát tình trạng lát là lát do cái thời gian này đang lát. Chứ sợ còn nếu mà đăng nhập lại game được thì đơn giản. Thì đăng nhập lại game sẽ có bị làm sao. Không chịu ấn lên để chuyển sang cái trạng thái khác. Đây quay thử về xem nào. Ở đây chủ đích để cho mình hơi ít vàng nên phải để thêm vàng. Có gì mình phải nhắc nhở chủ đích một chút xíu. Xếp lại trận một chút xíu. Vẫn thế nhưng do cái giờ đấy bị lag.
Rõ khổ lát cái này không biết lúc nào một lần. Ấn không được. Mình mà toạch thì lại chửi chứ. Mình ăn được top thì không sao, mình mất top thì lại chửi cho game gì một lát đấy. Ảnh hưởng đến cái kết quả thi đấu. Giờ này có vẻ không thuận lợi đánh rồi. Không chịu lên chiến báo cho mình xem nữa. Khổ thế không biết này. Người đang tích hoàn thành không xem chiến báo, người đang tích hoàn thành đây này, win tiếp này. Toàn đánh phát ăn luôn mà nó lắc. Trời, nó lắc quá trời luôn. Rồi sang cửa 100 nè. Có Fukabushi, có Zeo này, Miela, Chopper, Usopp này. Đây Fukabushi cho bắt ở giữa đi, Zeo bắt ở dưới đi. Chopper ở trên, Mila yểm trợ, Usopp bắn bắn từ dưới lên trên đi, bắn từ dưới lên trên. Bắt đầu cảm giác mượt lại chút xíu rồi đấy. Zoro tanh ở giữa nhỉ. Lo bắt ở trên đi. Nami ở giữa nốt đi. Búp. Chắc là chơi hai búp cho nội sớm. Spam vài lần ấy, bắt đầu thấy mượt mượt hơn rồi. Ô vừa khen xong lại đơ rồi. Không chịu hiện lên. Ê, sẽ bực mình quá đi mất thôi. Mình hiện tại đang ở cửa bao nhiêu nhỉ? Mình đang ở cửa 101. Còn khoảng tầm 20 cửa thôi. Là đuổi kịp được top 1. Không thể ấn được. Đây win rồi. Cửa 102 này. Win mà chờ đợi quá lâu. Thử cho họ đi tạm một tí này. Domingo này, búp này. Kirazu. Mr. Hai trông hơi yếu nhỉ. Cho mạnh hơn tí nữa đi. Đây có Lo này, Ken này, Domingo này, Elizabeth với búp. Cửa 103. Sanji ở dưới lo bắt ở trên đi. Ken nữa. Brook. Rồi thì mỗi cái giờ không có búp. Cho tạm Marco đi. Giờ để làm sao hợp lý. Nhưng Ken ở dưới lo bắt ở trên đi. Marco ở dưới này nốt đi. Rồi Sanji đi trước. Thôi kể cả Marco ở sau, Sanji ở giữa đi. Không có búp thì hơi khó nhỉ. Để có Marco lên trước thì chết trước. Đây win. Cửa 104. Nami lên đầu đi. Aokiji, Hody, Jinbi với Búp. Nhiều lượt đánh thì cứ spam nhiệt tình tí xíu đi. Có hy vọng cứ spam thôi. Vẫn không win này. Hay chuyển cho Tashigi cái gì cho nó choáng đi cũng được. Vẫn không chịu win. Thử nốt 5 lượt không win thì đó. Không thì vẫn cho là GB đi. Hay cho luôn full không có nộ đi. À không có búp nộ đi. Vẫn không chịu win, GB lên chết trước đi. Họ đi lúc sau đi. Đẩy cái Nami lên trước vẫn không chịu win à. Thôi kiếm Fukabushi. Họ đi làm ăn chán quá. Lại họ đi tiếp. Để cho mạnh hơn đi. Đây có Fukabushi tự tin rồi. Có thêm Sanji, Zoro thì quá yên tâm rồi. Chắc chơi không có búp nhỉ. Đội hình quá mạnh. Thử vận may tí chăng. Zoro này, Fukabushi này.
Lucy, Frankie. Có thêm Corby. Thử spam nốt mấy lượt không win thì đổi nhé. Các bản này thử vận may chút xíu nó cũng chưa mạnh lắm. Còn 4 lượt spam nốt đi, không được ta đổi tướng. Đây win rồi. Còn 2 lượt. 2 lượt còn lượt mua nhé. Nếu để Luffy tanh ở dưới thì sao cho Ruby bắt từ trên, Lucy đạp cùng. Domingo với Book thử vận may chút xíu, trận nó chưa mạnh lắm. Cho mạnh hơn tí nữa đi. Đấy, Robin tiếp ở Dawson, Zeo, qua Domingo. Vậy không có Book nhỉ. Nếu cho Book vào thì phải bỏ qua Dawson rồi. Này Robin nhây ở dưới biết đâu nó choáng địch tốt thì sao. Zeo để thử vay spam nữa một lượt thôi. Không win ta đổi tướng tiếp. Bây giờ mua thêm lượt ta có 80 lượt nữa. 80 lượt là mới đi. Nếu Fuka tỏa sáng hợp với Zeo mấy con kia yếu quá. Aokiji Hori không yên tâm. Fukabushi nếu tỏa sáng ở dưới thì sao? Mila, Boop, Usopp. Hơi khó nhỉ. Thử vận may một phát thôi không được thì chắc là đổi tướng thì trông cũng chưa yên tâm đâu. Fuka ở dưới, Lavite ở trên có chút hy vọng hơn. Thế con Nami giảm nộ con ba bắn hên xui một lúc nhây nhây đấy. Thế này mình spam đến khoảng tầm 5 lượt ấy. Tại vì các bạn chờ qua Fuka Lafite tỏa sáng ấy. Thì ra mình muốn câu giờ thêm chút xíu. Có thêm con búp nào không nhỉ? Không có búp nào không? Ok, cứ để về đánh. Người ta hơi bị quá 5 lượt đấy mà spam lên tí nữa. Người ta muốn câu giờ, câu thêm cái tí vận may này. Ở đây có thể thử tí Marcelang vào thay cho Brook nhỉ? Để cho thêm con rút máu nữa mà. Kiên trì spam thêm tí nữa xem có win nhé. Nó không chịu win. Spam nốt đấy còn 60 lượt không win thì đổi nhé. Mình đang muốn nhây tí cửa này, muốn tiết kiệm lượt tí. Phải để con qua lên cùng hàng luôn. Đây win rồi, đậu phòng đó, mất nhiều lượt phết. Tức là vẫn có thể win được nhưng mà tốn lượt đấy, khó khó chỗ đấy. Fuka ở giữa đi, Ken bắt ở trên, Zeo bắt ở dưới đi. VV hứng ở giữa. Chơi hai búp đi. Cửa 108 nè. Lo A Aokiji. Để chơi gáp à. Mako. Nếu lo bắt ở đây thì sao? Để kia sổng con không được nhỉ? Để đây. Trông vẫn hơi yếu, thử vận may một lượt thôi. Cho mạnh hơn đi. Robin bắt này, Lo xu gắng choáng này. Zoro tanh ở dưới này đẹp này, Usopp bắn này. Thêm Lafite thì không có búp nhỉ. Không thì bỏ ra cho búp vào đi. Cho Zoro tanh ở dưới, búp ở dưới đây đi. Để Lafite xuống bắt ở dưới à. Lafite bắt ở trên, Robin bắt ở dưới đi. Đây win rồi này. Cửa 109 à. Đây lo bắt ở giữa này. Carifa điểm trợ phía sau cho Ho đi gắng choáng ở trên đi. Búp. Vẫn thiếu một tướng chắc chơi tạo con này đi. Cái này thử 1-2 lượt thì chắc không được thì đổi thôi. Tại vì vẫn chưa mạnh lắm. Đây có Zoro. Có Fukabushi. Fukabushi bắt ở trên, Zoro bắt ở dưới thì sao? Shirahoshi chịu khó hứng đòn cho mấy con này tấn công. Thử 1-2 lần xem nào. Không thì đổ cái Zoro lên trên tanh cho Fuka ở dưới bắt búp đi. Đây win rồi. Cửa 110. 110 ở đây hình chữ thập thì kiếm Fuka tiếp đi. Không có Fuka nên ở đây có ạ. Robin, Aokiji thử tí. Sanji, búp với lại Boa. Ở đây Sanji vắm nhây ở giữa thì ở trên Robin bắt được rồi. Aokiji ở dưới Boa ở đây được đấy. Rồi cửa tiếp theo cửa 111.
Nhưng mà Ken bắt một con, Robin bắt một con. Kaku đạp búp. Swap à? Hơi yếu nhỉ. Cho mạnh hơn tí nữa. Nếu Hody tỏa sáng thì sao? Con này giảm nộ. Mila với Ivan chưa ưng ý lắm. Để cái này lùi lên tí, không muốn Robin nộ sớm. Thử vận may chút xíu rồi chứ trông hơi yếu. May quá win được. Kiểu 112 này. Cứ lúc nào nghĩ không win được mà nó win được là sướng. Huka và Rook cái thứ hơi yếu thì cho mạnh hơn đi. Zoro tanh ở giữa hay sao? Lafitte, Domingo. Nếu thêm cả Lucy nữa. Rồi với lại Moop thì sao? Thử thêm lần nữa nhé. Trông vẫn hơi yếu nhỉ. Cho mạnh hơn đi. Trông chưa ưng lắm. Này có vẻ khống chế nhiều, thử tí nhỉ. Ở đây Hody, Dawson ở giữa đi. Chopper, tức là về vào vị trí để vầy hay hơn. Nhưng mà sợ nó khử đam mình cho cái này nổ tung chết luôn nên mình để cái này. Còn lại mấy con kia thì yếu quá nhỉ. Elizabeth chứ. Hơi khó trận này spam 1-2 lần đấy. Chờ nó tỏa sáng hết lâu lắm, cho mạnh hơn đi. Đây Robin này, Domingo, Fuka này, không có boom. Thế mới nhục chứ, cho mạnh hơn đi. Thử chơi lo 2 boom vào cái gì đó, kỳ vọng gì phải đóng băng nhiều đấy. Nếu vậy thì cho con kit ở giữa chứ. Vậy thì để có lo bắt ở trên, một mình con VV ở dưới không biết chủ được không. Thử vận may chút xíu nhé. Ở đây may quá win luôn, tức là đóng băng rất đẹp đấy, bọn em hình ứng rất đẹp mới win được luôn. Zoro này, Domingo này, Nami này, Hody với Book. Nếu Hody vắng choáng ở đây thì sao? Zoro ở dưới thì sao? Nami nhây trên này Domingo. Để Zoro xuống dưới cùng. Không được à? Thử thêm lần nữa nhé. Không, để cho Hody xuống bắt ở dưới, Zoro tanh ở trên. Vẫn không được. Thử thêm khoảng tầm 2 lần nữa không win thì đổi nhé. Đây win rồi. May quá. Cứ lúc nào chuẩn bị quyết định đổi là nó win. Fuka này, Zoro này, Luffy này. Luffy lên trước. Đây còn lại là con Perona, Sonia. Trông hơi yếu, thử vận may chút xíu thôi. Đây may quá win luôn. Tức là sẽ may hoặc rất nhiều đánh lẫn nhau. Đánh lẫn nhau là mình win được. Tiếp tục đến cửa 115. Có Fuka Moshi, có Lo này. Có Vivi này. Các chơi tạm Blue Eno với lại chơi tạm Ino đi. Ino lên trước rồi hứng đòn chết trước đi. Ở đây Fuka bắt ở dưới, chắc là Lo bắt ở giữa. Thì VV Blue Eno ở dưới đi. Thử 1-2 lần đi. Nó không được. Nó hơi khó nhỉ. Không thì để cho cái Lo lên đầu đi. Ino nhây chết ở dưới. Thôi cho mạnh hơn đi. Ken bắt ở giữa là đẹp nhất này. Lucy đứng ở trên đi. Akano núp sau. Cho GV hy sinh chết trước đi, GV búp nộ, Lucy lên trước đi. Đây win rồi, cửa 116. Boa, Domingo hơi ít búp nhỉ, mạnh hơn đi. Kaku ở giữa này, Robin này, Aokiji này, Dawson này, búp này. Aokiji lên đầu, chắc là Dawson đứng sau yểm trợ. Kaku ở giữa cho con ít lên trước đi. Cửa 117. Bắt đầu tiệm cận dần với top 1 rồi đấy. 117 đây cho mạnh hơn đi. Kaku này, Lo này,
rook cho thêm con Khalifa, con búp chứ. Để búp lên trước đi, rook hứng ở trên kia đi. Tôi cho mạnh hơn đi. Nami này, Lo này, Jimmy này, búp tiếp này, Swag này. Tôi cho mạnh hơn nữa đi. Này chắc là win được này, có Hody này, có Lo này, Lafitte này, Chopper với Ivan này. Bây giờ để làm sao tí, Chopper ở trên này chắc. Lafitte bắt ở giữa chứ. Nên mình Lo lên trên đi, Lo đứng hẳn trên này đi, Lafitte lùi xuống dưới đi. Này đứng trước Hody đứng sau đi. Ba con F luôn thôi. Cửa 118 này. Robin, Aokiji, Mila, A. Sẽ cho thêm con Khalifa. Nếu Khalifa hứng đòn Robin bắt ở đây, Aokiji thứ ở đây thử xem sao. Nó chắc hơi yếu cho mạnh hơn tí nữa. Miela Domingo, Fukabushi. Cái này phải cần hiệu ứng thật đẹp này, hơi khó đẹp nên mà cứ thử vận may một chút nhé. Ở đây thử vận may một chút thì xem trên báo một tí xem có đẹp không nhé. Cái này phải cần hiệu ứng thật sự rất đẹp cơ. Không tự tin với trận đấy lắm nhưng mà kiểu nó còn nhiều lượt đánh mới xem một trận xem có hy vọng không. Chứ bảo tự tin không có một cơ hội win không thì vẫn có thể win được. Chẳng qua là không tự tin lắm thôi. Thế cần hiệu ứng phải rất là đẹp, cực kỳ đẹp mới thể win được. Nhưng biết đâu lại hên thì cứ thử một lượt xem thế nào. Phát này hiện tại đang không chết được 3 con nhưng mà chết gần hết mất rồi. Nên chung là chờ đẹp lâu lắm. Thử thêm một lần nữa không win thì đổi nhé. Tại vì nó chờ hiệu ứng rất là lâu. Đây phát này có vẻ ngon hơn tí xíu này. Nhưng mà tướng thì vẫn chưa đủ lắm. Nếu dùng tạo Ryushi với con Marco hứng ở trên đi. Lo bắt ở giữa, Fukashi bắt ở dưới này. Thử vậy chứ ra, à không để Zoro xuống dưới đi. Để Fukashi khóa hai con phía trên thì vậy hay hơn. Mình thử chơi nhây về xem con nhây được không nhé. Cũng chưa mạnh lắm đâu. Cứ đánh thử phát xem sao đó. Đánh vậy giết con bơm máu sẽ hơi lâu. Cái này mới học được một con thì hơi ít, giá mới học nốt con kia thì ngon hơn. Ryushi trầm mặc lên tí chứ yên tâm. Con dưới cùng lại hụt trầm mặc mới đen chứ. Cái con cần trầm mặc là cái con tóc hồng chứ không phải con kia. Đánh vầy chờ thắng có vẻ hơi lâu. Ra hy vọng win thì vẫn có đấy. Sợ tốn lượt thôi. Nếu cái này trầm mặc được thì coi như cũng không chế được con nhạc công tiếp. À con cả con thầy thuốc nữa. Đấy phải trầm mặc được. Nên nếu trận này mà hiệu ứng đẹp đẹp tí có thể win được đấy. Chỉ sợ đen thôi. Hỗn loạn không? Không hỗn loạn được. Bởi mà chúng con dưới cơ hội giết thầy thuốc vẫn còn. Chỉ cần con kia nó Ryushi trầm mặc đúng lúc con lo được. Lo tê liệt xong rồi Ryushi trầm mặc thì mình sẽ không chế được con nhạc có thầy thuốc. Trầm mặc đi, trầm mặc đi. Không trầm mặc được, hơi tiếc. Này khéo spam mấy vài lượt thì có tí hy vọng. 36 phần spam khoảng tầm 5-6 lượt nhé. Để xem có dính được phát nào nhé. Này thật đẹp hiệu ứng cơ. Con nào ngon hơn cái con Marco như này thì cũng có con nào ngon hơn. Thôi chắc là nốt phát này không win chắc phải đổi đâu. À đây win rồi, ôi win đúng cái lần thứ 6. May đấy. Tạm thời lên là hạng 15 rồi. Đủ lên tiếp cửa 119 nha. Còn 31 lần đánh nữa. Nếu dù có lo bắt ở trên sao? Domingo ở dưới A Mazelang. Cái con này giảm nộ. Cho con này giảm nộ lên trên, Mazelang ở dưới. Nó cho mạnh hơn tí nữa đi.
Thế là Milan ở trên này kích nộ xong rồi hy sinh thì Davide, Domingo, Mila ở dưới. Đó, Centemeru hoặc Centemeru hy sinh ở đây trước đi. Thử vậy xem sao nhé. Không được, cho mạnh hơn nữa đi. Fukaoshi ở giữa đẹp nhất rồi. Zeo mấy con đi cùng yếu quá. Đây có Fuka tiếp này, có tướng khá hơn chút xíu, có thể có Nami à. Dosun, Lucy. Tướng cũng chưa đẹp lắm đâu, nhưng mà chắc cũng thử vận may một chút xíu. Cho thêm cái này hồi máu một tí đi. Thử vậy xem sao nhé. Đây win này. Cửa 120, cửa này cũng là cái cửa cũng nguy hiểm đây. Nếu mà hên cửa này sẽ tiết kiệm rất nhiều. Đây có Lo này, có Domingo, có Aokiji, có Zoro. Đây búp, trận này chắc là xem chiến báo một tí nhỉ. Ta để cho con nào đứng ở chỗ nào bây giờ. Zoro tanh ở dưới đi. Ở đây mình để cho con Lo bắt ở trên nhá. Không, để Aokiji hy sinh lên trên đi. Lo bắt ở đây, con này Zoro xuống dưới cùng đi. Thử vậy xem sao nhé. Không thì để cho, không thôi cứ để vậy đi. Mình thử vận may xem tí. Đóng băng tốt phát đầu này. Đang dùng khiên băng nhử băng không chế bất địch ấy mà. Tại với con song đao có khả năng gây choáng nên không dám dùng con Lo để hứng. Con Lo hứng nó choáng, Lo thì Lo cũng chết thôi. Đang muốn nhanh nhanh về chờ đợi xem con Domingo có tỏa sáng không. Quáng đóng băng thêm địch. Lo bơm thêm máu cho Aokiji à. Bơm thêm cho Zoro cũng được. Domingo mê hoặc đi. Mê hoặc là một con rồi. Zoro nộ hàng dưới. Biết Aokiji sắp đủ nộ chưa nhỉ. Aokiji đang không nộ, nãy bị cấm tích nộ nên không nộ được. Zoro như chết một mạng rồi sao, cũng hơi khổ đấy. Hỗn loạn không? Không hỗn loạn thì chết Aokiji mất. À Zoro còn mạng hồi sinh, tốt quá. Nhưng mà con trên nó nộ chết Aokiji mất rồi. Lo mà hỗn loạn được liên tục không ta? Hỗn loạn đi! Không được. Nhưng mà con kia con nhạc công nó nhiều máu, chắc Domingo sẽ mê hoặc được. Ok, song đao đánh thì hỗn loạn con Zoro đó. Vẫn còn hy vọng nha, đánh trúng con song đao, ui ngon. Búp trúng con Lo cũng được. Ui giời, Lo Domingo không búp trúng thì búp trúng Zoro. Búp trúng Zoro thì hơi khó rồi. Không hỗn loạn là khó rồi. Nhưng mà trận này đánh nhiều lần giữ hy vọng đấy. Chỉ cần hiệu ứng nó đẹp hơn tí xíu ấy. Cái này hiệu ứng nó hơi xấu, đánh spam vài lần. Còn 28 lần chắc sẽ win được. Hy vọng hiệu ứng nó đẹp đẹp một tí xíu ấy. Đây win rồi này, 3 lần, 4 lần rồi win. Tiếp tục đến cửa 121. Cho nó mạnh hơn tí nữa đi, mình muốn đi xa xa tí, chả lẽ đen hai nick cùng lúc. Đang đánh khoảng này hơn 3:20 rồi, tầm gần 3:20 rồi. Tí nữa là quay về đánh tiếp thích cái đẹp. Nên nick này đánh tầm này đánh hòm hòm, bên này nó nhẹ hơn, đánh nick kia trước nó hay hơn. Thế nick kia đang có nguy cơ mất top nhiều hơn. Nick này nữa quay về đánh sau. Đánh cố khoảng tầm gần 4 giờ. Cho mạnh hơn tí, mình ghét con Hody đó, Hody hay làm vỡ chuyện. Đây, Aokiya, Fukabushi, Ken. Chopper này hơi thiếu đam một chút xíu nhỉ. Nhiều cái hy vọng được vào mấy cái sự nhây nhây với con này không? Thử phát đấy. Không được, nó cho mạnh hơn tí đấy. Ken Fuka mới có đi cùng, nó yếu thế không biết rồi. Anh dùng tạm ho đi tạm, không có sự lựa chọn nào khác cả. Robin bắt ở đây chứ. Zeo đi, Robin bắt điểm trợ phía dưới. Một con búp hỗ trợ chứ. Thử thêm 1-2 lần nữa. Nó không chịu win này. Cho Robin bắt sớm, Domingo núp sau giảm độ con này. Vẫn không win được, nó phát cuối này. Nó không chịu win. Thôi, kiếm phù cao xì, ghét cái con ho đi. Lại ho đi tiếp, không tránh được, đen thế nhỉ, tôi dùng tạm vậy. Không thể nào né được nó. Nó bắt ở dưới, ho đi bắt ở trên, búp đứng đây đi. Usopp Aokiji. Đây win rồi. Hạng 6 rồi. Cửa 122 rồi. Còn 20 lần đánh nữa. Roll này kỳ vọng sẽ đánh phát ăn luôn. Còn hơn 700 lần roll nữa.
Lo Usopp Frankie thì hơi khó nhỉ. Các bạn không nào miễn dịch mê hoặc nó sẽ khóa mất mấy mục tiêu cho mạnh hơn đi. Này có thể hy vọng này, có Lo, có Miela, Domingo, Robin, Kaya, có hai con miễn dịch mê hoặc nó lợi thế này. Chắc Lo hứng ở dưới, Robin bắt ở trên thì Domingo yểm trợ. Chắc là hy vọng được đấy. Ok, 3 con S thôi mà. Lên hạng 4 rồi, cửa 123 sắp đuổi kịp rồi. Nếu mà Fuka tỏa sáng quá trên liên tục sao thì Lafite bắt ở giữa chẳng hạn. Miela cho Zazu hứng ở dưới. Một trận này cảm giác vẫn hơi yếu mà thử vận may một chút xíu biết đâu tỏa sáng hiệu ứng. Không được, nó cho mạnh hơn đi. Chờ Fuka nó không chế liên tục nó rất là lâu ấy. Sanji mà cũng hơi khó nổ, cho mạnh hơn. Fuka, Boa, Lucy, Hai Búp. Nếu Fuka tỏa sáng thì vẫn hơi khó. Chưa yên tâm đâu, cho mạnh hơn. Này có vẻ hy vọng hơn tí xíu, có Lo này, có Miela này, Akanu với Búp. Chắc cho đến Sanji rồi. Sanji hiểm trợ sau thì cho nó đỡ nộ thì Lo mới sống được. Chắc vậy hy sinh có Búp hứng đòn vậy. Akanu ở đây xem nào. Cho Búp đây, Búp sau đây. Hy vọng sẽ thắng được. Đây win luôn rồi. Cửa 124 này. Fukaboshi. Để bắt trên được cái song down nó không nguy hiểm lắm. Nếu mà lúc dí thẳng đây không cho cái này nộ. Sanji nhây ở dưới thì sao? Hai Búp. Giờ cũng chưa mạnh lắm đâu mà thử vận may một chút đã. Cái này lùi xuống hẳn đi. Cho Búp đứng trước còn Fuka đi. Nó cho mạnh hơn tí nữa đi. Đang đuổi gần kịp rồi muốn ăn chắc. Nếu Robin bắt đây Usopp bắn. Zeo, Ryushi. Thử để vầy xem sao nhé. Trông cũng chưa ưng lắm đâu mà thử. Nó cho mạnh hơn nữa đi. Khoảng có 17 lượt. Mình muốn đi xa hơn tí nữa. Robin này, Zeo này, Dawson này, Eva này, Sanji. Ở đây chắc là Zeo bắt ở trên, Robin bắt ở giữa, Dawson điểm trợ đi. Búp với này con Sanji. Nó không win, đảo phộng nó. Thử thêm lần nữa đi. Nhất định không chịu win, hơi cho mạnh hơn đấy. Ken thì không chế tốt này. Nếu mà Zeo kết hợp với Nami, Nami lên trước, Zeo núp sau. Búp kết hợp với lại con ví dụ như con Corine hứng tạm chẳng hạn, thử xem sao nhé. Nó không win được đỏ phòng ấy, cho mạnh nữa. Nick này bắt trận này đen thì nick trước thì bắt phát ăn luôn, không dám spam thì sắp hết lượt nên phải đi tìm tướng một tí xem có win được không nhỉ. Fuka này, Dawson này, Robin này, Búp này, thiếu một con này. Nếu dùng tạ cái này hứng đòn thì hơi đuối này. Ra đánh cảm giác có thể win được rồi đấy mà sợ nó đen đấy. Thử nó nhát đó. Nó không chịu win đấy đâu. Mạnh hơn nữa đấy. Ít lượt nên không dám spam rồi, nhưng không mình spam ngay, 13 lượt hơi ít. Ôi hết vàng, đầu form nó chết bỏ mẹ rồi, hết vàng, nick không biết còn vàng không nhỉ? Đi mua quỹ hết vàng, lấy vàng đâu đánh giải bây giờ. Hết vàng là hơi nhục nha. Trường hợp bất đắc dĩ, thôi mình tạm thời kết thúc video ở đây nhé. Vì đi hỏi chủ đích bơm thêm vàng nữa, vàng không có đua thế quái là được.
Tạm thời mình kết thúc video ở đây nhé. Bạn nào chưa like, like đăng ký kênh ủng hộ cho mình đi báo chủ nick thêm vàng đó. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nhé. Xin chào các bạn nhé.